Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình vừa nhận được một cái kiện hàng. Mình mở ra mọi người xem trên đó là cái gì nhé. Mình hai túi. Thì mình mua về hai túi. Mình để mình ăn một túi và một túi mình sẽ đem đi tặng cho ba này nhé. Ok, giờ mình ăn túi này. Cái túi này là một ký, hình như là một cái gói thật là nghĩ một gói gì chắc nửa ký á. Thì một hộp thì là một hộp mình mua hai túi là một ký thì nó giá là ship về tới đây luôn là 590 ngàn. Thì đây là hạt thông Mỹ, mình chưa biết ăn sao nữa. Nghe nó lạ quá. Thì hạt hạnh nhân hay là hạt ốc chó hay là hạt mắc ca thì mọi người ăn nhiều rồi, thì có hạt này mình chưa ăn thử bao giờ, mình bây giờ mình ăn thử nó xem sao nhé, rất là tò mò. Ok, để mình cái dĩa mình đổ ra cho mọi người xem nhé. Đây là hạt thông đỏ của Mỹ, hạt cây thông cũng hơi lạ. Mình sẽ zip nó lại để là nó mềm ăn không ngon. Thì đầu tiên thì mình nghe nó thơm thơm, cái mùi giống như là những cái mùi hạt rang thôi, nó không có gì hết. Cái về phần cấu trúc hạt thì mình thấy nó giống như là hạt bình bát hay là hạt nhãn cầu hay gì á, nhưng mà đây là hạt thông nhé. Thì mình cũng rất là tò mò không biết nó ăn như thế nào, thì bây giờ mình ăn thử xem sao. Rất là dễ tách nha, dễ tách là hạt hướng dương ấy. Thì phần 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 đây là phần ruột của nó, phần ăn được đây, nó có phần vỏ lụa nữa nhưng mà rất là dễ tách luôn. Phần vỏ là khá là dày nha. Rất là giòn, ăn nó có vị giống như là hướng dương vậy đó, nhưng mà cảm giác nó không có bị ngấy ở chỗ này. Các bạn có để ý là khi mà mình ăn hạt hướng dương thì thường nó sẽ bị ngấy ở đây, bị gắt ở đây và mọi người sẽ muốn uống nước vào không? Còn cái hàng này mình cảm nhận nó không có nha. Thêm vào đó thì nó có một cái vị thơm thơm của mùi dầu, nó đọng ở trong miệng mình, nó giống như là mùi của hạt mắc ca hay là hạt hạnh nhân vậy đấy. Nó là sự pha trộn của hạt hướng dương và hạt mắc ca, theo mình nghĩ là như vậy. Rất ngon, rất là dễ tách nha mọi người. Những cái này là thường nó có tinh chất dầu nhiều, ăn vào miệng lúc nào nó không có dẻm, nó thơm thơm mùi dầu trong miệng. Rất là ngon, nhưng mà hạt nó bé quá ăn nó không đã. Hạt nó to to thì ăn nó thích hơn. Nghe nói cái này rất là nhiều chất dinh dưỡng luôn, chứa là vitamin E nè, canxi nè, sắt nè và rất là nhiều chất nữa. Là một túi vậy là giá 200 mấy ngàn cũng được. Nếu mà các bạn mua cái này về rồi có bạn bè tới chơi, mình đổ một dĩa thì mình tiếp khách cũng rất là vui. Ok, đó là cảm nhận của mình về hạt này. Khá là ngon, mình cho khoảng 8 điểm. Thì mọi người ai đã ăn thử thằng này rồi thì để đây cái comment cho mình biết nhé. Ok, còn nếu mọi người muốn mình review về cái loại trái cây hay là hạt gì đó thì cứ comment bên dưới, mình sẽ cố gắng mua về để quay cho mọi người xem nhé. Video mình tới đây là kết thúc. Xin chào và tạm biệt các bạn ở video sau nhé. Bye bye.